Toma là con chó. Toma. Con chó là Toma. Toma là con ma. Ôi trời ơi. Sao con mẹ là con ma mà con ma là con chó. Hi, hello anh em, chào mừng anh em đến với video tiếp theo của mình nhé. Anh em ạ, lâu rồi mình không ra video cho anh em xem được. Thấy mọi người thấy mình khác đi chỗ nào? Mặt mình béo lên mọi người. Mọi người thấy mặt mình béo lên mọi người. Đi mõm thì nói chung là làm dâu người Thái thì cũng được một thời gian rồi. Bây giờ để hỏi tiếng Thái thì chắc là không biết câu nào đâu. Kiểu như nước đổ đầu vịt. Đấy, cả hai người nói chuyện với nhau. Mẹ mình với vợ mình nói chuyện với nhau như kiểu đấy. Đây bí móm đây mọi người ạ. Đang ăn quả dưa. Đấy, bây giờ mình sẽ hỏi bí móm xem là thời gian làm dâu người Thái được mấy tháng. Được 4 tháng. Thật là 5 tháng à? 4 tháng. Hơn 5 tháng mọi người ạ. Ừ. Chẳng hơn 5 tháng từ tháng 1 đến bây giờ thì gì, bây giờ đến tháng 5 còn gì nữa. Đúng không? Bây giờ sẽ test xem khả năng nói tiếng Thái của V-Mom sẽ như thế nào nha mọi người nha. Mày không biết nói. Mày thử nói một câu tiếng Thái xem nào. Đây làm dâu người Thái được năm hơn 5 tháng. Con chỉ biết hai từ kinh khẩu thôi mọi người ạ. Giờ mình sẽ dạy cho đi móm vài từ để nói chuyện với mẹ chồng nha mọi người nha. Kinh khẩu nha lưm na. Nha luna. Kinh khẩu nha lưm na. Nha lưng na. Nha lưng na. Mày nói hẳn cả câu ấy. Kinh khẩu nha lưng na. Cứ mải ăn thôi. Lười nói gì nào. Lười á. Mẹ chẳng. Mẹ chẳng. Mẹ chẳng là cái gì? Mẹ chẳng. Mẹ chẳng là có nghĩa là mày lười gì nữa. Bày ỉn đi là đi làm việc đi. Bày ỉn đi là đi làm việc đi. Đúng không mọi người? Quá chuẩn. Cây ớt gọi là má ọt. Mày thử nói xem. Má ọt. Mày hái một cái quả má ọt cho tao này. Mày ăn cái gì vậy? Ừ, mày hái một quả má ọt cho tao đi. Mày muốn à? Mày ăn luôn má ọt còn đấy nữa. Mày mày nhớ hay nên nhớ là quả ớt là má ọt. Đấy. Má ọt. Má tanh. Má tanh là mày đang ăn. Toma là con chó. Toma. Con chó là Toma. Toma là con ma. Sao con mẹ là con ma mà con mẹ là con chó? Ô. Thì nó người Kinh bảo là con. Người Thái bảo là Toma thì người Kinh bảo là con ma cái đấy nữa. Dạ. Thì nghe không hiểu nhưng mày bây giờ mày không hiểu tiếng Thái. Chẳng thế. Thế mọi người thấy tí móm. Thấy chưa? Thế mặt ai to hơn? Mặt mày to hơn ấy. Mà mày. Đúng không mọi người? Xem mặt bi móm béo như này, dạo này béo lắm mọi người ạ. Nên mình dạo này mình ăn nhiều với lại là ngủ nhiều. Bi móm là ngủ nhiều nhất này. Ngủ càng ngày đến đêm luôn. Đây vừa lúc nãy vừa ngủ dậy xong rồi ra đi tắm xong rồi ra vườn ăn quả dưa. Đấy. Tao gầy hơn trước rồi nha. Ừ. Một ngày lên hẳn mấy cân. Mày không thấy nè. Đây như kiểu là tròn như quả trứng gà. Tròn. Ăn quả ọt đi ô. Mày ăn đi. Ăn đi. Từ lần sau mình sẽ dạy mở lớp học ra mình dạy tiếng Thái cho bi móm. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ dừng clip ở đây. Mọi người thấy hay thì cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nhá mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người, đi thằng cu con.